Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Giê-su Christus, ngợi khen Chúa Giê-su Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo xin mời quý vị lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời Chúa của ngày hôm nay qua hướng dẫn của linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng. Kính chúc quý vị một buổi suy niệm sốt sắng. Kính thưa ông bà anh chị em, hôm nay thứ Năm, ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Con Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi", nghĩa là thưa thầy, thầy ở đâu? Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông An-rê, anh của ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp đấng Mê-si-a", nghĩa là đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha", tức là Phê-rô. Vì chứa và cho chứa. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giê-su. Gioan có tầm ảnh hưởng rất là lớn trong cái thời của ông. Dân chúng coi ông như là một ngôn sứ vĩ đại, thậm chí còn tưởng ông là đấng Mê-si-a. Bạo chúa như Herode cũng phải kiêng nể uy tín của Gioan. Nhưng bất cứ điều gì Gioan nói, ông cũng đều quy hướng về Đức Giê-su: "Đấng đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi không đáng xách dép cho người." Ông từ chối thân phận danh giá của mình, chỉ nhìn nhận mình là tiếng kêu trong hoang địa, làm phép rửa bằng nước. Đồng thời ông lại tán dương Đức Giê-su là đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Hơn nữa, thay vì củng cố cái uy tín thanh danh cho mình bằng cách lôi kéo người ta đến và ràng buộc các môn đệ quanh mình, thì Gioan sẵn sàng bị lu mờ đi để Đức Kitô được nổi bật lên khi ông giới thiệu các môn đệ của mình đến với Chúa, người mà ông xác quyết là Chiên Thiên Chúa. Sứ mạng của ông là vì Chúa và cho Chúa mà thôi. Khi làm được như thế thì ông biết rằng cái sứ mệnh của ông sắp hoàn tất. Khi cả hai tông đồ, hai môn đệ của Gioan gặp Chúa thì Chúa nói: "Hãy đến mà xem." Và hai ông đến chắc chắn không xem thấy lâu đài và nguy nga của chính quyền, của guồng máy, của các môn sinh của Chúa. Nhưng mà hai ông đã cảm nghiệm được cái tình của Thầy Giê-su. Nhìn vào cái thực tại con người chúng ta, cái cám dỗ lớn nhất trong cái cuộc sống của chúng ta là vun góp thanh danh cho chính mình, là kéo bè, kéo bạn, củng cố cái địa vị vững chắc cho mình. Khi làm việc thì loan báo Chúa cho người khác. Tôi cũng làm cho mình được vinh quang, được người đời tán dương và lôi kéo ảnh hưởng về trong chính mình, cho phe nhóm của mình, hơn là trọn vẹn quy hướng mọi sự và mọi người về cho Thiên Chúa. Cái tham vọng này đã vấn đục và làm cho mục đích truyền giáo của chúng ta bị nhoen ố. Chúng ta hãy học đòi tấm gương tự hạ, hủy mình như Thánh Gioan Tẩy Giả. Lạy Chúa, xin dạy chúng con sống lời của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình Chúa như hai môn đệ của Gioan, để chúng con nhiệt tâm làm tông đồ và luôn ý thức khiêm tốn tự hạ mình xuống để vinh danh Chúa được tỏa sáng. Lạy Chúa Giê-xu hài đồng, xin cho chúng con biết giới thiệu Chúa là con chiên Thiên Chúa cho mọi người, để họ cũng được hạnh phúc như chúng con. Và xin phép lành của Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúc lành cho tất cả chúng ta. Xin cầu chúc ông bà, anh chị em một năm mới đầy ân sủng của Chúa, và xin Chúa cho chúng ta một năm mới 2004 nhiều hồng ân may lành, sức khỏe bình an trong tay Chúa và bình an hạnh phúc trong mái ấm gia đình của chúng ta. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.